hello xin chào tất cả các bác ở trên kênh đã lâu lắm rồi hơn chục ngày hôm nay rồi hôm nay em mới lại có một cái clip lên cho các bác chiếc này uh, ngay trước mặt các bác đây là chiếc windai i 30 cvk xe rất rất là đẹp à, xe rất đẹp và đã thay hết các cái chống cửa rồi các bác nhé uh, cái clip uh, về xe này thì các bác chắc là cũng đã xem một lần rồi thì về cơ bản con xe này rất là rin tóm lại là rin từ kính này keo chỉ này rồi là cánh cửa mọi cái là rin hết các bác nhé Chỉ có cái là, là, là Nó bị gọi là hơi xấu về mặt bên ngoài một chút thôi Đấy bây giờ đang dọn dẹp kể từ ghế này Đấy hôm nay thấy bẩn bẩn nhưng mà bây giờ dọn thấy đẹp hơn rồi này Đấy Trần xe đây Ghế nội thất Sơn si thì bọn em đã sơn si làm đẹp về rồi Đấy đã cho sơn si về rồi và đây này còn cái này nữa là kính này Cái này lúc anh em đi dán kính lại cho anh nhé mẫu ơi Đây là cái kính kính cửa này này Kính dán lại cái phim kính đi Nhìn nó hơi sóng 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 này Nó hỏng cái phim rồi Đây anh em đang lau dọn cái phần nội thất Tí nữa em quay cho cái phần khoang máy cho các bác nhé Đèn hậu này sáng đẹp à, Bánh phụ lốp phụ đầy đủ luôn Ô cái đồ cái đồ tháo của nó là để ở đâu nhỉ? Không có à anh em? À đây 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 đây. Đây. Ôi rồi, sao cái tô vít còn mới thế các bác ơi? Chắc là chưa động luôn. Kích thì chắc động vài lần rồi. Đấy, cực kỳ nét nhá. Cái khoang đằng sau nó khá là rộng các bác nhá. Khoang đằng sau nó khá là rộng thì để cho bác nào mà chở hàng hóa thứ nó cũng tiện lợi hơn. Đây. i 30 CV kép đẹp. Cái i30 cvk thì cái vành của nó là cái vành uh, mạ chrome các bác nhá. Mạ chrome mà có cửa sổ trời. Đấy đầy đủ hết. Đấy, các cái phần tắp ly này tí nữa vệ sinh xong phát là nét hết luôn. Đấy, vệ sinh cái là nó đẹp mới hơn hẳn luôn đấy. Túi khí thì có hai các bác nhá. xe chạy đồng hồ 12 vạn km này. Cần số các thứ còn đẹp thế này cơ mà. Cần số còn rất là đẹp đấy, Xe chỉ thiếu mỗi cái màn hình Android nữa. đời mới nữa thôi là nét luôn Cơ bản là uh, Cái cái đầu đài là theo xe toàn bộ là cái theo xe Cái chú này chú đi tận 10 năm rồi các bác ạ Cái chú này đi tận 10 năm rồi ấy, đâm ra là chú ấy rất là, 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 là giữ gìn Giữ gìn cái xe này ghê lắm Không phải là đơn giản đâu Đứt gan đứt ruột mới bán cái xe này đấy Đây Hiện tại là xe đang rất là đẹp rồi Cả những cái lên xuống cửa này thì dán cái màu gỗ này để cho nó chống xước các bác Mình không thích thì các bác có thể bóc ra Nhưng mà em thì em thấy là khá là là hay nên là mình để nguyên Để nguyên thôi Đây em quay phần đằng đầu xe Đầu xe đây các bác nhé Xe thì sẵn giao ngay Các bác về có thể chạy ngay nhé Không cần phải gì nữa cả Giá bán là 290 triệu các bác nhé Giá chào bán là 290 triệu Đấy, Mặt sơn đang rất là đẹp rồi Mặt sơn đang rất đẹp Em đã cho sơn tỉa hết xung quanh xe rồi Làm uh, uh, đẹp hết Tất cả mọi thứ đều nuột Đấy. Con này là sản xuất vào năm 2009 nhé Các bác xem thì các bác lưu ý giúp em Các bác đừng có tua Kính lái còn zin này Kính lái là zin theo xe Rồi là kính uh, phụ bên này cũng thế Đây Kính bên đằng uh, cửa uh, Bên đằng phụ này hai kính này đều zin này, kính nhỏ này cũng vậy, kính nhỏ này cũng thế, in theo xe hết luôn. Kính hậu đằng sau cũng thế. Đấy. Tóm lại là xe đẹp đều, Đấy. từ phần nội thất cho đến phần ngoại thất thì bên em đã cho sơn si làm đẹp, nét rồi thay dầu thay nước làm mát đây này dầu này bao giờ có phiếu thay dầu này bây giờ khi nào mà đến 13 vạn 2 đi thì 13 vạn 3 thì mới mới lại phải thay đây phần vô lăng phần vô lăng Đấy, kể cả kính bên này các bác nhé kính này cũng là kính zin này đến cái gương cũng là zin theo xe luôn gương này có chữ Hàn Quốc luôn này các bác này zin theo xe chỉ có mỗi cái những cái xấu là Ví dụ như cái vành này các bác nhìn thấy này Cái vành này là nó hơi xấu tí Nó bị chảy cái mép này Vì là cái lốp nó bé hơn Đấy vành là vành to mà Nên nó chảy cái mép cả bốn vành đều thế các bạn Nó chỉ hơi xấu mỗi cái đấy thôi. Mà bây giờ đi phay thì nó lại mất cái lớp chrome đi Đi phay thì mất cái lớp chrome Không biết làm nào được Thôi cứ để vậy vậy để thế cho cho nó mồng mạc <laughs> Rồi bây giờ em quay khoang máy cho các bác nhé đây là em quay phần khoang máy khoang máy thì anh em mình lại vẫn xem luôn từ bên trên này cái keo chỉ cabo là zin các bác nhé keo chỉ cabo là zin cứ các bác cứ tin tưởng em mình đi tin một lần thôi lần sau không tin nữa thì tùy <laughs> nói chiều vậy thôi chứ em bảo zin là zin các bác nhé Đấy, ốc ác các thứ này à đây để xem ốc bên này còn zin không nào ốc này ốc này thì nhìn là còn còn khá là rin đấy. đấy khi mà em mua là em đã kiểm tra rồi phần đầu xe cũng như là phần xung quanh xe là đều ok hết các bác nhé không có bị đâm bị đụng ở đâu cả không bị đâm đụng ở đâu đấy, phần máy này cũng thế phần máy này thì phải nói là zin từ mặt dàn cò các bác nhé từ mặt dàn cò đây này thì mình bao giờ mình vẫn thấy cái keo thừa ở đây nó nó là keo từ nhà nhà máy luôn. Thì uh, cái máy xe này bên em cũng đã rửa rồi, đã rửa khoang máy uh, cho nó sạch sẽ hơn. Rửa khoang máy sạch sẽ thì nói tóm lại cái gì sạch sẽ? Thứ nhất là nó nhìn nó dễ dễ nhìn đúng không ạ? Thứ hai là uh, đi nó cũng cảm thấy là nó 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 uh, thoáng mát hơn. Đấy, giống như con người mình được tắm vậy. tuyệt vời hơn. Đây máy móc là phần máy móc đây từ những cái viên này đấy, tóm lại là cái xe này cái bác chủ bác ấy rất là giữ các bác nhá các bác còn nhớ có một cái mẫu clip có mười mấy hai mươi giây đấy Bác cái thơm cái nắp cabo đấy chính là cái xe này chính là cái xe này nhá rồi tóm lại về tổng thể tổng quát thì à, mọi thứ cái xe này nó gọi là đẹp đều có những cái xấu đều ví dụ như bộ la răng là gọi là xấu đều còn lại về mặt sơn si anh em mình sơn được đúng không? sơn nó đẹp rồi đấy, mà máy thì rất bốc các bác nhá riêng cái máy con này là bốc cực kỳ bốc luôn đạp phát gọi là nhấc đầu luôn đấy em đã đi thử rồi đã đi thử rồi kể cả phần gầm bệ ấy thì các bác cứ yên tâm về sử dụng thôi giá bên em bán là hai trăm chín có gia lộc cho các bác hai trăm chín bao rút hồ sơ và có gia lộc nhá hai trăm chín mươi triệu bao rút hồ sơ và có gia lộc à, chiếc này là windai i ba mươi chiếc Winna 30 là ngồi nó rất là rộng rãi thường là bán cho cái thị trường châu Âu người ta rất là chuộng một thời đấy các bác nhé vì là nhìn bên ngoài thì nó không phải là quá cao to nhưng mà ngồi bên trong nó cực kỳ là rộng rãi được cái khoang nội thất nó rộng rãi các bạn mấy ngày hôm nay ốm này nói cái giọng nó hơi nghe nó không được hay các bác thông cảm đấy, thì em xin phép kết thúc cái video ở đây về nói về con xe này thứ nhất là máy zin khung gầm zin không có bị đâm đụng gì cả thứ hai là sơn si đã sơn lại rồi đẹp rồi Đấy, những cái thứ gì cần chỉnh trang bọn em đã làm rồi và đã bảo trì bảo dưỡng thay dầu thay nước làm mát thay uh, uh, tóm lại là bảo dưỡng hết rồi Má phanh các kiểu bảo dưỡng hết các bác chỉ việc đi thôi đang lau dọn đây Đấy, và khi nào mà các bác chốt xuống tiền cái là có thể giao xe được ngay vào luôn một là các bác đến tận nơi hai là bên em ship cho Tất nhiên ship thì tùy từng địa phương thì có cái mức phí ship khác nhau nhá. Đấy. Và em uh, chào bán chiếc này là 290 triệu, bao gồm rút hồ sơ và có da đấy, Xe này là sản xuất năm 2009, Hyundai uh, i30, số tự động, máy 1.6 các bác nhá. Máy 1.6. À. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào trong cái chương trình clip tiếp theo.